Thưa quý vị và các bạn, khác hẳn với cô giáo Rơm Ca Thủy trong phóng sự mà chúng tôi vừa nêu, sống xa nhà, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, bố vừa mới qua đời, nhưng Võ Trường An, học sinh lớp 10 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông thành phố Bảo Lộc đã vượt qua hoàn cảnh. Cùng với niềm đam mê tin học, em đã sáng tạo nên game tuyên truyền an toàn giao thông và hai lần đạt giải các kỳ thi tin học quốc gia. Chúng ta cùng gặp gỡ với Trường An qua phóng sự sau. Không phải chuyên tin học, nhưng với niềm đam mê ham tìm tòi học hỏi, tháng 9 2015, trên cơ sở công cụ phát triển game Unity, Võ Trường An cùng với sự hướng dẫn là cô Trương Nguyễn Nha Trang, giáo viên tin học của trường Trung học phổ thông chuyên thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Em đã xây dựng được mô hình game tuyên truyền an toàn giao thông. Với ý tưởng của trò chơi này, An mong muốn mang đến cho mọi người, nhất là các bạn cùng trang lứa về ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông đường bộ. Mục đích của em để làm game này là giúp tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức của mọi người khi tham gia giao thông, và cũng qua đó thì cũng tạo ra được một công cụ giải trí lành mạnh cho mọi người khi chơi game, và cũng từ đó thì động viên các bạn làm game. Đúng với mục đích khi em sáng tạo ra game tuyên truyền an toàn giao thông, bởi sau khi tìm hiểu cũng như chơi game thì mọi người, nhất là các bạn trẻ, đã nhận thức sâu sắc về luật giao thông đường bộ. Hơn hết, khi tham gia trò chơi thì mọi người cứ như đang trên thực tế khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài giỏi Anh ngữ, đam mê tin học, điều đặc biệt mà mọi người biết đến Võ Trường An, trường Trung học phổ thông chuyên thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là nghị lực vượt khó. Tuy sinh ra và lớn lên ở huyện vùng sâu vùng xa Bảo Lâm, xa nhà để đi học, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, bố vừa qua đời, nhưng em luôn nhận thức về mọi điều và cố gắng trong học tập, trở thành học sinh giỏi toàn diện, sống hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Đối với em thì anh ở lớp là anh khá là rất là tích cực tham gia các hoạt động của lớp và giúp đỡ bạn bè trong lớp. Nỗ lực của anh để vượt qua khó khăn là vô cùng đáng ngưỡng mộ và đáng để tụi em nói thêm. Qua hai cuộc thi tin học trẻ toàn quốc và hội thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học, đề tài game tuyên truyền an toàn giao thông của Võ Trường An, trường Trung học phổ thông chuyên thành phố Bảo Lộc đã đạt một giải nhất, một giải bạc. Điều này đã minh chứng cho sáng kiến và thực tiễn ứng dụng vào cuộc sống của đề tài mà em tạo nên. An là một học sinh chuyên Anh, tuy nhiên nhờ cái sự đam mê về công nghệ thông tin cho nên là An đã tự động tìm tòi các cái kiến thức về công nghệ thông tin. Trong lớp học thì An rất là hòa đồng, và đối với những kiến thức mà các bạn còn thiếu sót chẳng hạn thì An sẵn sàng trao đổi và hướng dẫn cho các bạn. Với một giải nhì hội thi tin học trẻ toàn quốc và một giải ba hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông, thì mô hình game an toàn giao thông của Võ Trường An, học sinh trường chuyên thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng không chỉ thể hiện tính sáng tạo của cá nhân em mà còn góp phần tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông hiện nay. Ước mơ trở thành một lập trình game trong lĩnh vực giáo dục để mang đến những ý tưởng, bài học đến mọi người một cách dễ dàng nhất. Với nghị lực vượt khó, lòng đam mê và khát khao cháy bỏng, tin chắc rằng Võ Trường An, trường Trung học phổ thông chuyên thành phố Bảo Lộc sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng nói trên, tuy nhiên theo người dân thì có thể là do một số đối tượng cố tình làm chết cây để lấy đất sản xuất.